ngày hôm nay mình sẽ có những giáp siêu xịn sò. Không phải những giáp cùi bắp bình thường này đâu, mà là giáp vàng, giáp golem, giáp kim cương, giáp TNT, giáp bedrock và nhiều giáp khác nữa. Những loại giáp này cho mình những khả năng bá đạo chưa từng có, khiến mình trở nên bất khả xâm phạm luôn. Và hôm nay mình sẽ đãi mấy bạn một món thật luxury, đó chính là rồng giáp vàng nguyên con. Như các bạn biết rồi đó, để có được giáp thì chúng ta cần phải mặc một bộ đồ gì đó như vàng, sắt hoặc là kim cương. Tuy nhiên ngày hôm nay mình không thèm mặc cái gì luôn mà vẫn có được giáp à nha. Nhưng mà thầy nói rồi đó, chỉ có làm thì mới có ăn. Vậy nên bắt tay vào làm việc thôi. Việc gì khó thì mình nhờ người thân giúp đỡ. Và đây là toàn bộ người nhà của mình, ai cũng yêu mến mình hết trơn á. Đáp lại tấm chân tình của bà con, mình sẽ giúp dọn dẹp đống kiện rơm để lung tung này. Tuy bánh mì là món ăn ưa thích của mình, nhưng mà sống phải biết chia sẻ. Bác hai ơi, bác hai. Hả? Gửi bác ổ bánh mì. Bày đặt chảnh, đói bụng thì lụm ăn đi bị đặt sĩ diện. Ủa mà sao làng này toàn là thất nghiệp không vậy? Chỉ có hai bác nông dân này là chăm chỉ thôi. Kiếm việc gì làm đi, không phải lúc nào cũng có mạnh thường quân cho bánh mì ăn đâu. Trời ơi, nhà của bác này view biển đẹp dữ trời. Chiều chiều lấy cái ghế ra đây ngồi chữa lành thì hết nước chấm luôn. Y nhưng mà nhà xây hình như hơi bí bách thì phải. Để mình giúp bác sửa chữa nhà cửa lại cho nó thông thoáng. Không cần cảm ơn đâu bác ơi. Trời này làm gì mưa mà bác sợ. Với lại con tạo cái khe cửa sổ nhỏ như vậy, mấy con zombie đuối nước nó không có chui vô được đâu. Dạ không cần cảm ơn, con tự thưởng cho bản thân được. Mình đã có được những dụng cụ cơ bản, lấy nguyên liệu và chế tạo cái giáp đầu tiên thôi. Theo kiến thức bơi lội mình được học ở trường, đây không phải là kiểu bơi ếch, cũng không phải bơi sải. Bạn nào biết bình luận cho mình tham khảo với nha. Mình cần thêm đá để làm lò nung. Chúng ta có thủy tinh, bây giờ kiếm đâu ra một vài hạt sắt nữa ta? À, anh Golem ơi, công việc bảo vệ làng dạo này có khó khăn gì không anh? Cố gắng cống hiến nha, sắp Tết rồi đó, thế nào cũng được thưởng Tết hậu hĩnh cho mà coi. Hỏi thăm xã giao, ảnh cho mình 4 phôi sắt. Và chúng ta đã có hạt sắt rồi, kết hợp với thủy tinh. Một chiếc giáp trong suốt, cho chúng ta khả năng tàn hình khi bị tấn công. Phải xuống hang tìm mấy giang hồ mạng thử mới được. Ui. Wow, mình tàn hình rồi mấy bạn ơi. Ôi, em tàn hình rồi sao anh zombie thấy em vậy? Bộ mắt anh tầm nhìn xa trên 10 km hả? Là sao ta? Mình chưa có hiểu lắm. Hello anh. À thì ra vậy, mình chỉ tàn hình khoảng 2 giây thôi. Và sau 2 giây là mình sẽ bị kẻ thù phát hiện lại. Em đã trở lại rồi này anh bộ xương ơi. Mình cần sắt vàng. Trời ơi, cái đầu cắt môi của ta đẹp vậy á, mà anh bộ xương tặng cho cái cài giữa trán luôn. Thiệt hết nói nổi anh bộ xương rồi. Lấy than nung quặn cho nó lẹ. Không làm mà đòi có ăn hả anh zombie? Đợi người ta đào xong cái lũi vô la liếm. Vậy thì đừng trách sao anh mày vô tình. Mà công nhận mấy anh zombie đoàn kết ghê ha. Nhưng mà đoàn kết không có sức mạnh đâu, đoàn kết thì chết á. Yeah, phôi sắt, kết hợp các phôi sắt và hạt sắt, chúng ta có được chiếc áo giáp sắt. Nhưng không phải mấy cái áo lơm cơm hàng kém chất lượng đâu nha, mà đây là một thuộc tính giáp sắt xịn sò. Khà khà, ngon đụng vô anh mày đi. Tuy anh yếu nhưng đồng đội anh đông. Tội nghiệp anh zombie. Ôi mấy anh golem này của mình thích Ripper hết ta. Không sao, Ripper mình lo được. Cứ mỗi lần thanh niên nào mà đụng vô cọng lông chân của mình á, thì tụi đàn em golem của mình sẽ xuất hiện.
và đấm thanh niên đó không trượt phát nào. Từ nay đi học mình sẽ không sợ bị hiếp đáp nữa. Bây giờ mình sẽ tình tang đi tìm kim cương mà không sợ bất kỳ đối thủ nào. Ui, đã người ta vừa quảng cáo xong mà cũng ráng đâm đầu vô. Suy dinh dưỡng như ảnh chịu gì nổi hai đấm của anh Golem. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Xích xích ra anh ơi, bự con cán đường quá à. Giỏi lắm. Mới có cống hiến cho mình chút xíu thôi mà bị đặt thái độ. Ráng làm tốt nhiệm vụ đi, cuối năm em thưởng cho đi du lịch. Ồ, công nhận kiếm kim cương mệt thiệt. Đổ mồ hôi sôi con mắt, cuối cùng cũng đủ 8 viên kim cương. Không phải để chế đồ mặc đâu nha, mà để làm công chuyện á. Do lúc đầu mình có mượn anh Golem của làng, nên bây giờ mình trả. Mà là trả có lãi luôn rồi nha. 4 năm anh Golem cùng tuần tra, đố anh zombie hay anh bộ xương nào vô làng được á. Bác thấy con phóng khoáng chưa? Người giàu mà còn tốt bụng nữa đúng không? Thái độ vậy là sao ta? Thôi, kính lão đắc thọ, không thèm chấp bác đâu. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hạt sắt với các viên kim cương. Giáp kim cương sẽ biến khối dưới chân chúng ta thành kim cương mỗi khi đánh rắm. Nhưng bây giờ không mắc đánh rắm sao đây ta? Không được rồi, để ăn ổ bánh mì vô coi sao. Úi úi. Ủa, đánh rắm rồi mà có thấy kim cương đâu. Hay là do mình đánh rắm chưa đủ lớn. Thì ra là phải đánh rắm nhiệt tình mấy bạn ơi. Ui, nhưng mà thúi quá, để mình chạy ra đây hít thở không khí một chút xíu. Cái khứu giác của mình chết lâm sàng luôn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, đánh rắm thúi quá chịu không nổi. Nhưng vì miếng cơm manh áo phải cố gắng thôi. Kha kha. Từ một thanh niên nghèo khó không có tiền đi học, bây giờ mình đã trở thành đại gia rồi. Ngày mai đi học mấy bạn kéo ra hết ngoài căng tin cho mình, cho mấy bạn ăn buffet đã một bữa luôn. Mấy bác dân làng ơi, chưa biết tin gì hả? Ở bên kia có mấy khối kim cương ở dưới đất trồi lên kìa. Tranh thủ qua bển lụm đi. Từ nay bác không cần phải làm nông vất vả nữa đâu. Con nói thiệt á. Không lẽ đi lát nữa bà dây chai bà lấy hết cho mà coi. Làm bộ đồ đẹp mặc vô liền. Thêm bộ công cụ xịn sò nữa. Mấy cái hàng kém chất lượng này dốt. Mấy anh Golem ơi, em vui quá mấy anh ơi. Ui, em giỡn chút xíu làm gì căng dữ vậy anh? Không ổn rồi, không ổn rồi. Lỡ trong quá trình chiến đấu mình đánh trúng anh Golem không biết làm sao nữa. Anh đấm mình hư cái đầu cắt mồi luôn. Phải tìm giải pháp mới được. Nung vàng thô, kết hợp cái phôi vàng với hạt sắt. Áo giáp vàng, biến tất cả những kẻ tấn công mình thành một khối vàng bất động. Đó là quảng cáo á, phải kiểm tra thực tế mới biết được. Anh Golem ơi, anh Golem. Ui ui ui, anh còn giận mình mấy bạn ơi. Lớn rồi mà giận dai ghê. Mà tính ra em là người tạo ra anh luôn á. Ui da. Lèo lèo. Anh Golem đã biến thành một anh Golem vàng bất động. Nhưng mà tới gần anh còn đấm mình được không ta? La 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 la. Khà khà khà. Mất khả năng chiến đấu luôn rồi. Sao tự nhiên mình tò mò quá vậy ta? Khi ảnh còn là Golem sắt, ảnh sẽ rơi ra phôi sắt. Còn bây giờ thì... Sao tự nhiên mình thấy mọi thứ đi ngược lại với kiến thức vật lý mình đã học ở trường vậy ta? Golem vàng mà cho sắt là sao? Với cái độ bá đạo của mình hiện tại thì phải đi tìm kèo khác chơi thôi. Và chắc chắn rồi, chỉ có ở dưới địa ngục mới có những dân chơi thứ thiệt đúng nghĩa. Đem một chút quà xuống tặng mấy anh heo. Tiến hành sửa chữa thôi. Các bạn thấy nhà giàu làm cổng chưa? Mình á, thì không có gì ngoài điều kiện. Xuống tới địa ngục rồi, kim cương không còn có giá trị nữa. Dưới đây mấy anh heo chơi hệ vàng không à? Cứ có vàng là người giàu. Dì, cái chuồng heo đây rồi. Anh đứng ở đây canh gác giùm em nha. Hello. Có mấy anh heo à, sao chi cái lâu đài bự dữ vậy? Wow, mấy anh heo giấu vàng cũng kỹ ghê ha. Chào anh heo, Tiểu Cường ơi, có ăn bánh mì không?
Đúng rồi, ăn đi đừng có ngại. Trời ơi, có ai dành ăn của nó đâu mà đem lên đây nó giấu vậy? Có mặc vừa cái áo vàng này không chú cho nè? Trời ơi, không cần phải dòm đâu, áo vàng xịn còn được phù phép nữa đó. Wow, từ nay Tiểu Cường đã có áo mới mặc đi học rồi. Từ một bé hèo nghèo khó đã trở thành rich kid ở trong trường luôn. Thôi về nhà học bài đi, chú đi công chuyện chút xíu. Có một cái rương. À, công chuyện của chú đây rồi. Mình đâu có mượn mấy anh golem xuống dưới đó quánh lộn đâu ta. Sao tự nhiên nhiệt tình dữ vậy? Rồi xong, nghe kiểu này chắc chuồng heo nó tuyệt chủng luôn quá. Ui da, mấy thằng đệ mình tánh nóng như kem mấy bạn ơi. Giờ không biết làm sao để cản nó lại nữa. Rồi xong, hai anh heo kia khỏi ăn Tết luôn. Thôi không nô đùa nữa, đi lấy vàng thôi. Yeah. Ôi, hết hồn vậy anh trai. Vàng là của anh đó hả? Thì kệ anh, bây giờ là của em rồi. La liếm vàng thôi. Trời ơi trời. Mấy anh heo cũng giàu dữ ta. Nhưng dầm mấy món đồ này mình bán dây chai không à, ít khi dùng đến lắm. Đi ra chỗ khác chơi. Ui ui ui, mấy anh heo đi đâu đông vậy? Nhảy xuống hố này chơi đi. Đúng rồi. Còn thằng nhóc Tiểu Cường này nữa, có đồ không mà đòi lấy vàng của anh vậy? Đi ra chỗ khác chơi. Tuổi ăn tuổi học, lấy tài sản đâu ra mà đổi đồ với anh. Rồi, xong luôn. Ai mượn vậy? Mất mối làm ăn rồi. Ở dưới đó sám hối đi. Gật gật cái gì? À, lại có mối làm ăn. Nhưng mà phải nhốt thằng Tiểu Cường này lại mới được. Thằng này nó không có cái gì đổi cho mình hết trơn á. Ok, mấy anh trai ơi xuống đây. Tốc độ nào. Đổi cho đàng hoàng nha. Em á thì tính tình hiền lành lắm. Nhưng mà mấy thằng đàn em của em thì không có chắc đâu. Ok, xong rồi các anh có thể lên. Phần còn lại để em. Ui ui ui, khoan đi khoan đi. Em là người sống biết trước biết sau lắm. Mấy anh nhiệt tình đổi ngọc cho em vậy, không có chút quà mọn gửi tụi anh là không có được. Trời ui, vừa y luôn. Đôi giày size 44. Tính ra chừng của anh heo to ghê chứ bộ. Hai anh heo này thì có giày rồi, còn anh heo này chưa có trang bị gì hết. Em tặng cho cái quần nè. Đúng rồi, mặc vô đi cho bằng bạn bằng bè. Size L á. Trời ui, đẹp trai dữ nha. Thôi tạm biệt tụi anh, em còn nhiều việc phải làm lắm, không ở đây tám dốc với tụi anh được nữa. Và bây giờ tới lượt mấy anh quỷ lửa được mình báo. Hello, đại gia Kim Cương tới mà không thấy ai ra đón hết vậy trời. Quốc à, ôi, làm bình trà sữa kháng lửa vô. Lèo lèo, cho anh thổi nè. Sao lửa của anh mát quá vậy? Trời ơi, bốn cái giò còn xài không? Cho em xin một cái. Cảm ơn hai đứa đã hộ giá kịp thời. Không làm mà cũng có ăn. Bự quá đi không lọt hả? Thôi, thằng này để anh. Quay lẹ lẹ mấy đứa ơi. Tụi đàn em của anh nó không có kiên nhẫn đâu. Lát nữa nó đập luôn cái lòng quay là xong á. Mình chưa kịp nhìn mặt mấy anh quỷ lửa luôn. Có cần phải gấp như vậy không mấy đứa? Thôi, đủ que rồi, anh về trước nha. Mấy đứa cứ lại đây chơi vui vẻ. Việc nhà để anh lo cho. Thả ngay sa mạc luôn chắc là có điềm rồi. Mà cái này là điềm lành đó nha. Vì ở sa mạc có cái thứ nguyên liệu mà mình đang cần. Đó chính là những quả TNT này nè. Trời ơi, mấy đồng tiền lẻ này không cần đâu. Cái này thì được. Ôi, trùng hợp vậy. Thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ thôi mấy bạn ơi. Mấy anh cướp cho em xíu nha. Để em lên một số đồ chơi cái đã. Nâng cấp lò nung thành lò luyện kim. Các bạn biết mình luyện cái gì không? Luyện mấy khối kim cương này á. Bỏ nó vô đây. Nung nó lên. Đố mấy bạn biết nó sẽ nung thành cái gì? 3, 2, 1. Hết giờ. Đó chính là bedrock.
Chắc các bạn đang thấy ảo ma cà na quá đúng không? Thôi chuyện bình thường á mà. Điểm thi tiếng Anh của mình cũng vậy, ảo lắm, không bao giờ trên trung bình hết trơn á. Kết hợp bedrock với hạt sắt, chúng ta có được giáp bedrock. Các bạn thấy năng lượng bốc lên chưa? Năng lượng này chính là khả năng kháng cự năm. Kha kha kha. Từ giờ trở đi, mình trở thành mình đồng da sắt rồi mấy bạn ơi. Nhưng chưa hết đâu mấy anh cướp ơi. Tiếp tục kết hợp TNT và hạt sắt. Áo giáp TNT cho chúng ta khả năng đánh rắm long trời lở đất. Nani? Anh con em bịt lỗ mũi lại nè. Hi. Khà khà. Trời ơi, thúi quá mấy bạn ơi. Ngày mai giờ ra chơi khỏi cần đánh trống trường luôn. Mình tụ khí đang điền một cái là xong. Bây giờ mấy anh cướp tới công chuyện với mình. Chà, đông vui quá ta. Hình như kèo này hơi lệch đúng không mấy bạn? Sang bằng hết bọn chúng cho anh. Tụi nó là người xấu á. Trời ơi, tụi nó bắt cóc anh golem của làng. Hèn gì từ bữa giờ qua chơi không thấy anh bảo vệ ở đâu hết trơn. Tưởng anh nghỉ Tết sớm rồi chứ. Ra anh ơi, tự kiếm đường về nha. À, thằng này là thằng chỉ huy đúng không? Mày nè, nhắm cái gì mà nhắm? Lèo lèo, đích nè, bắn đi. Và từ đó chúng ta không còn thấy anh chỉ huy đứng nhắm bắn nữa. Từ nay tụi anh ở lại đây. Bất kỳ tên cướp nào xuất hiện, tán vào đầu tụi nó cho em. Bây giờ em phải đi công chuyện rồi. Không ở lại đây nô đùa được nữa đâu. Mắt gián điệp, hãy dẫn ta đến nơi ẩn náu của con rồng mập. Chạy đâu cho thoát rồng ơi. Ôi. Ui, cái thằng đàn em này nó kiếm chuyện hết ta. Đã anh ta thấy càng ta giúp rồi mà còn đấm người ta nữa. Từ giờ trở đi đứng đó sám hối đi. Ê mà nói nghe nè, có chừng bà dây chai thấy á. Khà khà. Hello. Ui. Trời ơi, con cá vàng nó ngon muốn chết luôn mà anh đập nó chi vậy? Cái đó kho hột vịt lên ăn cơm là ngon lắm á. Ngày hôm nay mình sẽ cho con rồng biết thế nào là ác mộng thật sự. Hello. Rớt cái muốn sang chấn tâm lý luôn vậy đó. Em nhìn anh luôn nè. Anh làm gì em? Anh nữa đó. Chấp hết luôn, nhào vô đây. Rồi rồi, mấy thằng đàn em của mình bắt đầu tập thể dục thể thao rồi. Kiểu này chắc nó sang bằng hết khu trong đây luôn quá. Chưa lần nào mà mình tự tin ngẩng cao đầu như hôm nay. Không còn phải sợ liếc mắt đưa tình với anh trai nào luôn. Có ngon nhào vô đây. Đúng rồi. Đèn hả miệng mà sao ngậm lại luôn rồi. Còn úi. Chà, một bé rồng vàng. Cho cái tật dám đụng vô lông thể của anh. Mày nè. Úi. Sao không mất máu vậy mấy bạn? Hay là vô tình mình gia cố cho bộ giáp của nó luôn rồi. Ủa rồi giờ anh sao? Chém vô cái đầu mày nè. Không được thì giờ chém vô cái đít. Chà, 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 chà. Cũng không được luôn. Chắc là con rồng này đã bị phong ấn rồi mấy bạn ơi. Chưa kịp giao lưu võ thuật với nó nữa. Thôi kệ, dù gì nó cũng đứng im bất động rồi. Bạn nào ngày hôm nay rảnh á, phụ mình một tay chuyển con này vô tặng bảo tàng. Để ở chổng chừng cho người ta ngắm. Chưa bao giờ đi diệt rồng mà nhàn như ngày hôm nay. Công nhận mấy cái áo giáp này bá đạo thiệt. Đến lúc ra khỏi chỗ này thôi. À mà bạn nào muốn selfie với con rồng vàng để sống ảo á, thì cứ bình luận phía dưới nha. Miễn phí hết cho mấy bạn luôn.